chào lễ 2 tháng 9 nha. Shop em bán xuyên suốt, không có nghỉ lễ, cho nên khách có order thì order tiếp em nha. Tại vì bên em là gửi hàng của VNPT, VNPT thì nó cũng làm việc xuyên suốt luôn. Thì bây giờ là mới có 30 tay thôi. Thì khách order mà mang trong mang hoặc mang ba lô, giày dép hoặc là quần áo mặc á, thì muốn cần 2 tháng 9 thì bây giờ order đi, order em lên đơn hàng trong bữa nay, ngày mai bưu điện giao, trễ nhất là một tay. Còn muốn mà mang tối đi chơi hai tay thì cứ order đi. Thì shop em sẽ có hàng có mặt trong vòng từ 3 đến 4 tiếng khách, từ lúc khách đặt là shop em có hàng rồi ha. Rồi muốn giao hàng tận nơi á, thì bên em lễ vẫn làm việc, cứ an tâm. Rồi những cái mẫu này là em chia sẻ nè. Thì bên em hiện tại là năm nay là em kinh doanh rất là nhiều mặt hàng ha. Thì hồi xưa vậy ai cũng biết là em chuyên về giày dép tất cả các thương hiệu, từ Adidas, Doctor, Cup 3, Replay, Echo, rồi Topshop, Topman, rồi Bidaro. Thì đây là những dòng sản phẩm em chia sẻ là những dòng sản phẩm mới nè. Khách thấy cái nào được đó thì chụp màn hình lại, hoặc là khách nói là khách muốn ba lô, em gửi một số mẫu ba lô. Khách nói muốn lấy ấu thun tay ngắn, ấu thun tay dài, ấu thun có bao, nón bo, nón kết, vớ, dép, giày, giấy nịch, đồ lót nam. Đồ lót nam bên em bán Relax, CK, Cấp 3, Echo đó. Rồi khách muốn đặt cao cấp hơn nữa là CK thì cũng có hàng luôn. Thì đây là kênh review chia sẻ cho xem những cái dòng sản phẩm ở shop kinh doanh nha. Những cái gì là dòng sản phẩm mới nhất hoặc bán chạy nhất là shop em cũng đều có hàng hết. Ngoài những cái mặt hàng có sẵn ra, ví dụ như khách muốn đặt order theo yêu cầu thì khách cứ gửi mẫu qua em xin báo giá, được thì khách chuyển cọc cho em, em nhận được cọc thì em gửi hàng cho ha. Và em cũng xin lặp lại là em sử dụng duy nhất một và chỉ một số điện thoại thôi, 0907463131, một số duy nhất thôi nha khách yêu. Dép Lào bên em đẹp lắm, hay còn gọi là dép kẹp à. Bên em đa dạng lắm, dép kẹp Thái, dép kẹp xí nghiệp, dép kẹp thương hiệu. Thương hiệu thì bên em bán nhiều lắm, Doctor, Cấp 3, Echo, rồi Lacoste. Khách cứ subscribe kênh review của em đi, vào một album á sẽ có rất là nhiều video mà em đăng tải lên. Hoặc là add Zalo em theo số điện thoại là 0907463111. Zalo em cũng đăng rất là đầy đủ đó ha, khách cứ vào đó xem. Cả triệu tấm hình, em đăng cả triệu tấm nên khách cứ an tâm. Cái sản phẩm nào hết thì em sẽ xóa bài, còn sản phẩm nào còn thì khách cứ nhắn tin đi, khách chọn size nào đó, số lượng bao nhiêu thì nói em tính tiền rồi khách chuyển khoản cho em. Lặp lại bên em bán hàng, một là khách thanh toán đủ 100% hoặc ít nhất tối thiểu là 30% cọc nha. Tại vì hàng nhà em bán là hàng thương hiệu, hàng công ty, bên em không có vụ ship code, không có phải bên em là shop lớn, không phải là ba cái trang thương mại điện tử Tiki Lazada nha. Em có shop, shop em mở cửa là từ 8 giờ sáng cho tới 10 giờ tối, thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ, ngày Tết shop em mở cửa bình thường. Shop là nhà, nhà là shop nha. Rồi, khách cứ xem những dòng sản phẩm em đăng lên đi. Nhớ subscribe kênh review của em nha khách yêu. Lặp lại là em chỉ sử dụng duy nhất một số điện thoại duy nhất là 0907463131 nha. Thank you.